Bộ giảm sóc điều chỉnh theo tải, điều chỉnh bằng khi nén. Khi phương tiện mang tải nặng, hệ thống treo của chúng bị nén, khiến phần sau của xe thấp hơn bình thường. Do đó, tay lái dần trở nên nhẹ hơn, dẫn đến việc tiếp xúc kém với mặt đường. Độ thẳng của đèn pha cũng dần trở nên quá cao, gây lóa mắt người đối diện. Độ dài nén của hành trình hệ thống treo bị giảm, dẫn đến xuất hiện các chấn động khi va chạm, gây khó chịu cho hành khách. Xe thấp hơn, xử lý tốt hơn trên những đoạn đường bằng phẳng. Nhưng trên đoạn đường gồ ghề, việc di chuyển của hệ thống treo bị giảm, có thể nhận những chấn động khắc nghiệt trên đường, và những chấn động này được truyền đến khoang hành khách, gây ra cảm giác khó chịu. Để giảm những tác động này, cơ cấu được bổ sung một lớp lò xo khí nén, có thể điều chỉnh bằng tay, được tích hợp vào mỗi bộ giảm chấn phía sau. Lò xo khí nén bao gồm một xi lanh cao su dẻo, bịt kín bên ngoài nửa trên và nửa dưới của bộ giảm sóc. Bộ giảm sóc là loại thủy lực tiêu chuẩn, cung cấp khả năng giảm chấn hành động thông thường. Nhưng khi có một tải nặng được đặt ở phía sau xe, xi lanh khí cao su có thể được điều chỉnh áp để hỗ trợ hệ thống treo lò xo bằng cách thay đổi áp suất không khí trong xi lanh. Từ đó, chiều cao của xe có thể được điều chỉnh cũng như độ cứng của khí nén. Hệ thống treo sử dụng xi lanh khí nén có thể hấp thụ các cú sốc trên đường nhỏ hơn và mang lại đặc tính lái xe tốt hơn so với loại chỉ sử dụng lò xo cứng. Xi lanh khí cao su được kết nối với van nạp bằng ống nhựa dẻo. Không khí từ bơm lốp hoặc thiết bị cầm tay sẽ ép nhiều không khí hơn vào xi lanh cao su, cho phép hệ thống treo chịu được trọng lượng lớn hơn. Không được vượt quá cài đặt áp suất không khí tối đa, vì điều này có thể làm hỏng bộ giảm sóc và các điểm lắp đặt của nó trên khung xe. Khi tải được dỡ bỏ, không khí bổ sung sẽ được giải phóng qua van nạp, cho phép hệ thống treo hoạt động trở lại cài đặt ban đầu của nó. Áp suất không khí tối thiểu phải được duy trì trong xi lanh để tránh làm rách cao su khi nó xẹp xuống bên trong do hoạt động của bộ giảm sóc. Nếu thấy video bổ ích, hãy like, follow để cùng mình tìm hiểu những kiến thức thú vị về xe nhé.